Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại có một chiếc xe Novo LX Novo 4. Và trên xe thì hiện tại là có một cái tiếng kêu. Hiện tại là trên xe đang có một cái tiếng kêu. Đấy, mà trong cái vấn đề này thì rất nhiều khi mà chúng ta kiểm tra thao tác thì sẽ biết cách kiểm tra từ đâu. Thì hôm nay tôi xin được chia sẻ cái cách để kiểm tra cái tiếng kêu, xem là nó phát ra từ đâu. Trong cái quá trình khi mà chạy xe thì cái dầu nhớt nếu mà nó không vung lên được trên này, nó không thể bôi trơn được cái vòng bi này, tức là cái lượng dầu ở trong xe có thể thiếu do bị hao dầu, cho nên là khi mà nó phá cái vòng bi, nó vỡ hết cái rắn trong này ra thì là bi nó vỡ và nó ra, nó sinh ra một tiếng kêu như vậy. Thì sau đây tôi sẽ đóng cái vòng bi này vào cái đĩa đề để tôi lắp lại, kiểm tra xem nó tình trạng nó như thế nào nha, nó có hết được không nha. Và sau khi tôi đã đóng được cái vòng bi cũng như là lắp phanh vào trong cái đĩa đề thì bây giờ tôi sẽ lắp vào trong xe.
quý vị. Và sau khi tôi đã lắp xong thì bây giờ tôi sẽ nổ thử khởi động chiếc xe này lên xem nó như thế nào nhá. Đây thưa quý vị, và chiếc xe đó đã nổ lên rất là êm, không còn cái tiếng lạch cạch như trước nữa. Thưa quý vị các bạn, trong một cái cách mà chuẩn đoán bệnh khi mà tôi kiểm tra loại trừ trong những nguyên nhân, thì cái đầu tiên tôi nghĩ đến đó là chiếc vòng bi trong cái đĩa đề của chiếc xe này, nó phát ra tiếng kêu từ đấy. Nó kêu, nếu như chúng ta không có cái sự quan sát thì có thể sẽ nghĩ đó là tiếng của hơi, nhưng mà không phải. Thưa quý vị các bạn, đây ạ. Và đây là một cái cách mà tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và tôi xin tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu quý vị và các bạn chưa đăng ký kênh thì vui lòng comment, bình luận hoặc ấn like, đăng ký kênh, subscribe kênh, và xin được biết thêm thông tin về các cái video sau của chúng tôi. Và xin chân thành cảm ơn. Xin tạm biệt quý vị và các bạn.